Yo, hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel của mình nha, từ đường phố đấy mọi người nha. Thì là anh em game hay tạo chiến mình nha, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chúc vào video, chúc anh em xem video về đầu video, nhưng tôi xin một like và một đăng ký để hỗ trợ channel phát triển nha, cũng người rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt, nhập hốt code đồng chung mới anh em và vui chơi sự kiện các bạn. Ngoài ra thì họ tiếp tục hóng quà của Lami thôi anh em, bởi vì bắt đầu đến ngày hôm nay thì cũng có đến tận 3-4 phần quà hiện tại đang chờ được phát anh em. Xem nào. Ủa, vẫn chưa có phần quà nào à? Ủa, top 2 chắc thương boss quá. Mới mân nick, chào anh, ok chào bạn nhé. Ôi kìa toang đi nhờ, vẫn chưa phát quà anh em. Biết Lami ủng quà đến bao giờ mới phát đây, cuối sự kiện à? Cái này là thường là ủng bởi vì đây sự kiện mới bắt đầu anh em, bây giờ mà phát là anh em sẽ bớt lạp, nên là thường sẽ để anh em chơi sự kiện xong rồi mới phát anh em. Bữa nay tôi mới biết nguyên lý này các bạn, không phải tự nhiên mà để 72 đến 48 giờ xong để, có nhiều khi để quá đâu anh em. Chẳng qua bê phát thì anh em sẽ bớt phải nạp thêm để lấy tài nguyên thì các bạn sẽ trực tiếp chơi luôn. Thế nên là chưa phát vội là vậy đây anh em, lý do đấy các bạn. Làm ơn ạ, rồi ok đi nào. Boss này còn đúng không? Này còn boss anh em. Wow, hôm nay đánh được rồi. Vâng, hôm nay vua mèo lại có Mamushi ra trận được rồi anh em. Tuyệt vời. Xem nào. Thử anh em break. Wow. Ok các bạn, đánh như này à. Tìm em đi được không? Hãy để xem thêm cháu này đi anh em. Tấn công nào, làm bạn quên. Thôi xong ra nạp code anh em. Thấy vua mèo đi được vui rồi anh em. Một ping. Đấy, để xem này, nên E5 này, hôm bữa mới F4 anh em đã gây được cả mét rồi anh em, mét đam rồi. Mày lên E5 rồi các bạn, hãy xem nó đánh nào. Ui, nhìn máu, chỉ số máu, ui nhảy phát anh em. Chất lượng uy tín các bạn. Vô đánh ké các bạn, nhất nhì luôn anh em. Đấy, nhảy, ui. Ké liên tục các bạn, trời ơi. Bữa nay game ra nhiều thành phần đánh ké nhỉ. Batman cũng đánh ké anh em. Cũng các hậu tiền bối toàn gọi là tay đánh ké cực khôi đó anh em. Toàn những tay bổ trợ đam hỗ trợ đỉnh cao đúng không các bạn. Bắt đầu từ thời Do Flamingo này, sau đó là đến Kulo đúng không, sau đến Gang BG, giờ là có Nekomamushi, xong gần đây nhất là Batman anh em. Ui, tương đánh ké như chúng ta càng ngày càng đông các bạn. Và càng ngày càng dã man các bạn. Đông này còn đánh rất là dã man các bạn, trời ơi. Xem nào. Vượt đam của ải luôn anh em, đúng như tôi dự đoán các bạn, đam to dã man ạ. À. Bao nhiêu? 4m7 các bạn. Trời ơi, đỉnh thật sự. Phết đấy nhờ, từ từ anh em tí quay lại đánh tiếp. Để tôi ra xem kiếm sĩ quay mạnh mạnh không, tôi lần lên thêm anh em. Có khi úp Kilemon lên anh em. Phang cốt mới anh em, phang quả cốt mới đã nhờ. Có đem mới này anh em này, bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập nhé anh em nha. HT1807 anh em, chuẩn không? Tôi chưa check các bạn. Ui, chuẩn luôn ạ. Dự đoán như thần các bạn, bớt giỡn với dân chơi anh em. Tiên liệu đi. Ôi trời, đừng có một thùng bia, mà 10 thùng bia anh em, một belly, một FP 72 giờ, 10 thùng bia, 200 dép, núp phi. Và 5 cái đảo kho báu. Thôi cũng được anh em, lượm tạm chơi thôi. Có 10 thùng bia thì đập 10 thùng bia anh em, đập cho nó vui xem 10 thùng bia của Lami được Ilazuma hết các bạn, không còn gì nữa. Hay là chống quét cái sự kiện hay xong rồi đấy. Bao nhiêu? 10 thùng nữa. Cửa hàng. Tuần này không có tiêu phí nhỉ, có tiêu phí thôi nên một bộ trang bị anh em, 20k kim cương. Thôi chắc từ từ các bạn. Thám hiểm nào, điểm danh các bạn, thám hiểm điểm danh, điểm thêm. Ờ, hiện tại thì vẫn đứng nhìn sự kiện thôi chứ làm được gì đâu anh em. 62 xu rồi à. Cửa hàng nào, mua anh em. Rồi. Thôi, xem nào. Chúng ta xem nhau đi xem kiếm sĩ nào. Dòng đầu tiên thì chúng ta có có Proof nữa này anh em này. Dòng 2 có Rex với cả Lizin. Và dòng này thì có ai không? Dòng này kiếm sĩ có ai? Có ai? Ở đây thì như có Kinemon.
Rồi. Kỳ ném on. Tôi thì định không úp đâu, nhưng mà form 10 sao bây giờ tôi cũng dư khá nhiều. Một phần thì cũng đang bảo là để đợi chuẩn bị sắp tới còn lâng Gema, nhưng mà thôi. Bữa giờ thì Kinemon cũng khá là ok, gọi nên là quyết định để cho Kinemon về trận các bạn nhé. Cho anh Kinemon anh về đội phát nữa các bạn. Cho anh comeback lại. Nghỉ trông thôi chứ Kinemon nhà tôi đừng đùa anh em, Gema hơi bị đỉnh cao ấy. Nhìn thấy rồi. Đừng đùa với Kinemon nhà tôi anh em. Xem nào, hàm đội. Nộn sorry, chiến hàm. Tôi về cho cảnh báo Gema luôn anh em. Đâu rồi? Dây chư được có 4 mét à. Đây anh em Kinemon này. Ừ, vậy thấy không? 6 triệu anh em. Máu đồ, công đồ anh em. Hiện hẳn lên. Rồi, giờ vào pháp nữa nam boss nào. Ok, tấn công. Ra trận. Đấy, để xem quả này chém nó có khác bọt hơn không anh em nhớ. Để xem quả này anh Kinemon nhà mình anh chém có khác bọt hơn không. Trên đó lấy con Mamushi thì không có gì bàn cái nữa rồi anh em. Anh chém anh nhảy, anh chém anh nhảy thôi rồi các bạn. Tôi sẽ tua chậm lại tí anh em. Rumble. Tôi nhìn không không phải ấy anh em. Xem nào, 4 5. Hai triệu à? 2 triệu hay 200k vậy? Chụp lại phát anh em tí chết ảnh. Đó, xong ván tí chết ảnh anh em. Đó, cứ đánh một phát là nhảy lên ké anh em. Một lần tổng có thể một lượt cho nó đánh tầm 6 đến 7 lượt. Đấy. Một lượt cho nó đánh được tầm 6-7 lượt anh em. Để xem nào. Để thêm kỳ ném on về đội này anh em. Đây mình đỡ cần thiết cho thêm Nizin về đội các bạn. Nizin chém cũng êm lắm. Ui, ui, ngọt. Ui, càng về sau đam càng to các bạn. Ui, để về sau đam to hơn các bạn nhá. Bây lượt, ui, mới lượt thứ hai, lượt thứ ba anh em. Ui, lượt để đánh có vẻ nghe đam to hơn này các bạn này. Vui mèo nhảy kìa, ui, 4 lên 4 kìa. Ném mê hàng số 2 đúng không, giờ lên hàng số 4 anh em. Mới lượt thứ ba rồi này. Roll number, đúng rồi hay quá. Đấy, cái nào anh no để anh đúng bài rồi anh em. Ui, cứ nhảy lên mà dám. Ui, tuyệt vời các bạn. Quả này để đúng hai anh luật thì chắc là đa mắt fail luôn anh em. Hợp lý nhờ. Ừ. Ok, đẩy lên hai anh luật các bạn. Trời ơi, đam này một lượt thôi anh em là ngon luôn. Top 1 luôn, khỏi cần phải đánh nhiều. Ngắt giá man ạ, 4 lượt rồi. Yo. Kinh ném mòn tốt kiếm. Ồ đen nào. Quả này bên ghê đam, quả à, quên quả này lên con Mamushi đang còn to nữa anh em. Vâng, mới lượt thứ 5 thôi, vẫn đang 47 anh em. Đấy là hai mấy giờ đến 47 các bạn. Tôi không nhìn rõ xuống sau nhưng mà giờ là 47 các bạn. Khởi động là mấy số 2 rồi, giờ đến số 4 nữa kìa. Ui 47 rồi anh em. Tí có lên 5 không? 47 rồi anh em, liệu có lên 5 hay không đây? Liệu có khả năng lên 5 không? Vâng vâng, vẫn đang 47 các bạn. Khét đấy nhờ. Khét đấy. Yo yo. Yo ké liên hoàn luôn các bạn. Trời ơi. Ké liên hoàn luôn. Ô, vua mèo nhảy nhảy không ngừng nghỉ luôn các bạn. Tôi đếm nhầm một lượt này. 1 2 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 7 lượt anh em, một lần cho nó đánh được 7 lượt anh em. 1 này, 2 này. Đếm lại coi anh em. 3 này. À được rồi anh em. 4 này, 5 này, 6 này. Ôi. Cứ 6 7 lượt anh em, tùy vào lượt anh no ulti nhá, lo mà ulti càng nhiều thì càng thêm lượt các bạn. Một lượt này mà anh no ulti tầm 3 4 nháy là thôi, khỏi nói chuyện luôn các bạn. Khét thế nhờ. Và đến lượt thứ 9 thì vẫn đảm bảo ok các bạn, thử xem nào. Vẫn 47 thôi anh em. Vâng, với 47 thôi. 5 to anh em. Chu là cha. Wow mẹ ơi. Vậy thêm một cha Phan Galo nữa thì không biết như thế nào ta. Tôi thử tôi về tôi úp coi anh em. Hôm nay đánh cho này top 1 đỉnh luôn đi. Từ từ check xem khu vực khác thế nào. Ok các bạn được được đấy. Để tôi về tôi lâng thêm một anh no nữa các bạn. Để xem nào.
hai Trafalgar thì sẽ đi như thế nào. Đây rồi, up luôn anh em, up no là lên E1 E2 luôn. Không, E1 E2 thì cũng con thua nhỉ. Nhưng thôi giờ có hơn không bạn, cứ đẩy lên là tính tiếp. Đội nào, con này là máu tốc này, con này nâng mắt pull là máu tốc anh em, đáng để thử bạn, đáng để thử anh em. Cháu này là máu tốc nha, máu với cả 100 tốc đấy anh em. Đây nên sao, 1 2 3 4. Ôi thiếu rồi, không sao anh em, thiếu tí thôi không sao bạn, tôi đi lấy anh em. Thiếu cái khác thì không sợ chứ form đồ thì túi trong túi rất là nhiều anh em, tha hồ luôn. Đây tôi cũng để lâu này, 33 các bạn nhân 6 là nó rơi vào hơn trăm mấy này, tôi cũng nhiều khi cũng lười mở anh em, nhưng hôm nay tiện anh em mở luôn. Đấy form thì còn rất là nhiều anh em. Nhà bền bỉ nào, thêm ít thành viên nhà bền bỉ lên anh em, nên ít thành viên nhà bền bỉ để còn vào lân tướng các bạn. Đây nào, ui mình nghĩ thôi đã thấy gắt nhờ, thêm trà phan galo nữa anh em. Đây rồi, để tôi check lại rồi, anh này cũng ok các bạn. Đây rồi, 1 2, ok lên luôn các bạn. Đó, nói rồi. Trời ơi, thừa anh em, trước là hàng này 4 cháu luôn nhưng nói form đủ lâu. Lên được E2 thôi anh em, mới lên được E2 thôi. Thì hình này là mới lên được E2 thôi anh em. Thiếu đá, mới được E1 các bạn. Xem nào. Cha Phan Galo này còn chưa mang đồ các bạn. Ok, vào lấy cho hai quả linh vương ra nhờ. Ok các bạn, hai kiếm linh vương mới ta. Chuyên phục vụ để chém boss thôi anh em. Trời ơi, giờ đi hóa ra đây còn. Đây ok luôn rồi. Dùng nâng cấp. Mấy cái đồ cũ cũ đâu rồi đây anh em. Đó. Mấy cái đồ cũ cũ này đặt vào. Mặc dù còn đấy nhưng mà tôi lười lưng chỗ này là anh em, lưng bên này nó lâu lắm. Ok anh em úp nào. Mất công này test rồi anh em, đã test là cái kia lại cứ dư rồi. Đã test là phải cho fail anh em. Đó, xem đam boss để đâu anh em. Chắc chắn là đỉnh luôn đó. Chưa pull nào. Pull chưa? Rồi. Anh no còn lại đâu? Đây. Cũng cho mang kiếm luôn anh em, trúng quả linh vương cho nó máu anh em, nó vào búc lộ luôn. Cho nó đỉnh cao các bạn. Đây nào. 54. Lên. Trời ơi, lâu quá trời luôn anh em, lưng nghe hao quá, tôi vừa nhìn thấy đồ đấy có để vứt ra rồi. Lên. 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 Rồi ok các bạn. Ui, 1k kim cương nữa anh em, ngon. Gần 30k kim cương rồi, đã tích kim cương luôn anh em. Ok, hôm nay thì cho vượt map luôn anh em. Bây giờ vứt rách à. 2 Odin các bạn nhỉ? 2 Odin, 1 Odin được rồi anh em. Vì Odin kia tôi chém cũng không mạnh lắm các bạn. 1 Odin được rồi. Cho anh nó đứng trong này cho nó an toàn được các bạn. Đấy. Hai cha fan galo rồi anh em, xem nó có tăng được thêm lượt đánh không, bởi vì cứ ulti thêm lượt đánh thôi anh em. Đó. Đấy. Bây giờ chưa anh nói chăm chỉ ulti lên tí nữa được các bạn, xem nào, lượt 1 thì xem nào. Hai lượt rồi đúng không? Ba lượt. Rom. Ui. Không sao anh em, có hai người mà. Không người người trên thì vớt người dưới nào. No dưới phía dưới lại ulti nào. Rumba. Đi rồi ôi. Chán mấy anh thế nhờ, ulti thế thì có phải nó vốn rồi. Thế nào. Nó cũng ui.
ô lên tận 3 tòa 8 cũng được ấy nhá, để team này đam bot được ấy, ngon đấy anh em, team này đam bot cơ ổng đấy anh em, tuyệt vời. Yo ok, nói chung thì cũng vui chơi thôi nhá, clip kết thúc ở đây, hẹn anh em ở clip theo. Giờ thì bye bye mọi người.